Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 28, phẩm thập hồi hướng thứ 25, phần 6. Phật tử, Đại Bồ Tát nếu thấy Như Lai xuất hiện ra đời diễn nói chánh pháp, thì dùng âm thanh lớn khắp cáo tất cả. Như Lai hiện ra đời, Như Lai hiện ra đời, khiến cho các chúng sinh được nghe danh Phật, xả lìa tất cả ngã mạn hí luận, lại càng sinh chỉ dẫn, khiến cho họ sớm được thấy Phật, khiến cho họ nghĩ nhớ Phật, khiến cho họ hướng về Phật, khiến cho họ phan duyên với Phật, khiến cho họ quán sát Phật, khiến cho họ khen ngợi Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, nếu như Ngài biết có Phật hiện ra đời, lại ở trước Phật lắng nghe Phật khai diễn chánh pháp nhãn tạng, lúc đó Ngài nhất định hô lớn tiếng, hướng về khắp mười phương pháp giới, nói, Như Lai đã hiện ra đời, Như Lai đã hiện ra đời. Tại sao Bồ Tát làm như thế? Một là tâm đại từ bi của Bồ Tát vì Phật xuất hiện ra đời, là việc trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Trước khi Phật xuất hiện ra đời, chúng sinh như ở trong chỗ u ám, trời người giảm bớt, ác đạo ngày càng tăng, cho đến danh Phật đều không nghe được, chúng sinh đều khổ đến cực điểm. Hiện tại có Phật ra đời, ngày chúng sinh được cứu đã đến. Bồ Tát sao lại nhẫn tâm thấy chúng sinh ở trong nước sâu lửa nóng, thọ khổ nạn lớn? Cho nên Bồ Tát vui mừng hô lớn tiếng, khắp cáo mười phương thế giới, khiến cho chúng sinh lập tức nghe được danh Phật, thấy diện Phật, khiến cho những chúng sinh vô tri có thể xả bỏ đủ thứ tập khí xấu và ngã mạn hí luận, hư vọng không thật. Hơn nữa, khi chư Phật xuất hiện ra đời, đều có đại sự và nhân duyên của Ngài. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện thứ hai, trong đó có một đoạn kinh văn nói rất rõ ràng là chư Phật, Thế Tôn muốn khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến Phật, khiến được thanh tịnh nên xuất hiện ra đời, muốn mở bày cho chúng sinh tri kiến Phật nên xuất hiện ra đời, muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến Phật nên xuất hiện ra đời, muốn khiến cho chúng sinh vào tri kiến Phật nên xuất hiện ra đời. Phật thị hiện ra đời khai diễn chánh pháp, tức là mở bày cho chúng sinh chánh tri chánh kiến giống như Phật. Hiện tại bị năm dục che lấp, Phật đến trợ giúp chúng sinh làm cho khôi phục lại thanh tịnh, chỉ bày cho chúng sinh cũng có tri kiến của Phật, mười pháp giới tất cả đều bình đẳng, chẳng có khác biệt, khiến cho chúng sinh giác ngộ tri kiến vốn có như pháp tu hành, khiến cho chúng sinh vào sâu tri kiến của Phật, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Chứng trí huệ của Bồ Tát viên mãn Bồ Đề có lợi ích thù thắng như thế, Bồ Tát làm sao không thể khắp nói cho chúng sinh biết để họ sớm đi đến gặp Phật nghe pháp, và còn phải luôn luôn nghĩ nhớ từ bi đức tướng của Phật, suy ngẫm chánh pháp của Phật nói, không làm cho quên mất, phải dùng chân tâm thành ý hướng về Phật, nương theo lời dạy, tu tâm niệm và hành vi, phải y chỉ đức Phật, thọ được quang minh của Phật gia hộ, tùy thời quán sát tướng tốt trang nghiêm của Phật, học tâm từ bình đẳng của Phật khắp hộ chúng sinh, dạy chúng sinh biết ơn báo ân, tán dương tinh thần vĩ đại của Phật cứu độ chúng sinh, khen ngợi công đức vô lượng vô biên của Phật. Bồ Tát lại vì họ rộng nói, Phật có gặp được ngàn vạn ước kiếp, đến thời mới xuất hiện một lần, do đó chúng sinh được thấy Phật sinh niềm tin thanh tịnh, nhảy nhót vui mừng, tôn trọng cúng dường, lại ở chỗ Đức Phật, nghe danh hiệu chư Phật, nhờ vậy sẽ gặp vô số các Đức Phật, trồng các gốc lành, tu tập tăng trưởng. Bồ Tát lại đối với tất cả chúng sinh nói, Phật xuất hiện ra thế gian, rất khó gặp được, phải trải qua ngàn kiếp, vạn kiếp, ngàn ước kiếp mới có một vị Phật xuất hiện ra đời. Chúng sinh phải có căn lành lớn, phước đức lớn mới có thể sinh ra thời này gặp được Phật. Nhân duyên cơ hội tốt này đừng để mất đi. Khi các bạn thấy được Phật thì tự nhiên sẽ sinh tâm tin thanh tịnh, sẽ vui mừng nhảy nhót không tự chủ được. Nên dùng tâm tôn trọng Phật thanh tịnh nhất, dùng tâm lễ bái Phật cung kính nhất. Dùng thân tâm này cúng dường Phật, suốt thuở vị lai thừa sự phụng trì, lại có thể ở tại đạo tràng của Phật, nghe danh hiệu của các đức Phật khác. Nhờ vậy sẽ gặp được vô số đức Phật, ở trước mỗi vị Phật đều gieo trồng các nghiệp lành tốt nhất, tu tập tất cả pháp môn tăng trưởng căn lành và đức hạnh. Khi phước huệ đầy đủ, công đức viên mãn thì sẽ thành tựu quả vị Phật. Bấy giờ vô số trong ngàn ước na do tha chúng sinh vì thấy được Phật nên đều được thanh tịnh, rốt ráo được điều phục. Các chúng sinh đó ở chỗ Bồ Tát đều sinh ý niệm thiện tri thức tối thượng, nhờ Bồ Tát nên thành tựu Phật Pháp, dùng căn lành đã gieo trồng vô số kiếp, khắp nơi thế gian bố thí làm Phật sự. Bồ Tát đối với những chúng sinh đó cần thiết nói khai thị như ở trên rồi. Lúc đó có vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh nhờ tiếp thọ được sự khuyên dạy của Bồ Tát mà thấy được Phật, nên thần tâm thọ được lợi ích lớn, cảm giác được thần tâm thanh tịnh, các căn điều phục.
Cổ đức có nói, nhiều đời nghe lời thiện, nghiệp nặng nghe lời ác. Một chút cũng không sai, nghe được người khác nói lời thiện đó đều là nhờ phước đức nhiều đời. Lại có cơ hội nghe kinh nghe pháp đó là do nhân duyên tu tập nhiều đời. Không tin thì hãy xem ngoài xã hội, tại sao người đến chùa nghe kinh lễ Phật thì ít, đó là vì chúng sinh căn lành không đủ. Phàm là người nhiều đời đã gần gũi tam bảo căn lành sâu dày, thì họ hoan hỷ gặp Phật nghe pháp, họ có thể dùng niềm vui thiền định làm thức ăn, niềm vui của pháp tràn đầy. Hà huống hiện tại Bồ Tát khuyên bảo họ đi đến gặp Phật thiệt xuất hiện ra đời, cho nên những chúng sinh đó đối với Bồ Tát nói không ra được cảm kích. Đại khái mọi người có ý niệm giống nhau, chúng ta thật may mắn gặp được thiện tri thức tốt nhất, nhờ vị Bồ Tát này tiếp dẫn mà khiến cho chúng ta minh bạch chân lý, xa lìa tà ác. Nay chúng ta thân tâm thành tịnh điều phục, tiêu diệt ba độc năm dục, nhờ đó mà có cơ hội tiếp thọ được Phật pháp, hy vọng thành tựu đạo nghiệp. Dùng căn lành vô số kiếp đã gieo trồng khắp ở tại thế gian làm các Phật sự, phạm vi Phật sự bao quát rất rộng, làm các điều lành, việc lớn việc nhỏ hợp với chánh trì chánh kiến đều có thể gọi là Phật sự. Người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, lãnh đạo thiện tín cư sĩ tu trì đối với người khuyên làm lành bỏ làm ác, tịnh hóa xã hội vân vân đều là Phật sự, cũng có thể nói là việc tất cả việc mà Phật khen ngợi. Phật tử khi đại Bồ Tát khai thị chúng sinh khiến cho gặp được Phật, đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng cần chờ khuyên bảo tự đi đến gặp Phật, thừa sự cúng dường đều khiến cho hoan hỷ, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích gặp Phật, tâm chẳng xả bỏ, nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên tu tập trí huệ rộng lớn, thọ trì tất cả pháp tạng của chư Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh tùy chỗ nghe được đều ngộ Phật pháp trong vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ chánh niệm, luôn dùng mắt trí huệ gặp Phật ra đời, nguyện cho tất cả chúng sinh chẳng nghĩ nhớ nghiệp khác, thường nghĩ thấy Phật, xuyên tu mười lực. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát, ngài khẩn thiết đối với chúng sinh khai thị sự lợi ích gặp Phật nghe pháp rồi, bèn đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh minh bạch cơ duyên thấy Phật rất khó gặp được, gặp Phật là phước báu vô thượng, gặp Phật nghe pháp sẽ đạt được lợi ích thù thắng vi diệu, mọi người đều sẽ tự động nhảy nhót đi gặp Phật, đừng đợi người khác đến khuyên mời hoặc nhờ người khác dẫn dắt mới đi. Tự động tự phát do nơi chân thành, bị người khác dẫn dắt hoặc khuyên mời là miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì chẳng có tâm tin, sẽ chẳng đắc được lợi ích. Chúng ta ở trước phải ân cần thừa sự Phật, dùng tâm trí thành cúng dường Phật. Tất cả hành vi đều phải biểu hiện nhất trí, mọi việc đều phát tâm hoan hỷ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn ưa thích thấy Phật, tâm thành đó vĩnh viễn không dứt mất hoặc xả bỏ mà thay đổi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường tinh tấn sinh tu tất cả chánh pháp nhãn đạo của chư Phật, vì có thể rộng lớn suối nguồn trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tùy tiện nghe được âm thanh gì, thấy được cảnh giới gì, đều có thể khai ngộ minh bạch hết thảy, tất cả trên thế gian đâu chẳng phải là Phật pháp. Hương suy khen chê của đời người, tiếng chim hương hoa của thiên nhiên, khí hậu bốn mùa thay đổi vân vân, đủ thứ hiện tượng đâu chẳng phải là Phật pháp, đều có thể khiến cho người giác ngộ sự vô thường. Bồ Tát Phổ Hiền nói với chúng ta rằng, sát na cuối cùng lúc lâm chung, tất cả các căn thải đều tan hoại, tất cả thân thuộc thải đều xả lìa, tất cả oai thế thải đều thối lùi mất, phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, vạn mã xe cưỡi ngọc ngà châu báu, tất cả như vậy đều chẳng mang theo được. Phàm phu vì danh vì lợi suốt đời bôn ba lao nhọc, cuối cùng thì mang theo được cái gì? Chỉ có mang theo được nghiệp thiện và nghiệp ác đã tạo ra. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với chúng ta, chỉ có chúng ta hành phát nguyện lớn, nó sẽ không bỏ lìa chúng ta. Khi chúng ta lâm chung thì nó dẫn dắt chúng ta vãng sinh về thế giới cực lạc, gặp Đức Phật A-di-đà và Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm cùng các đại Bồ Tát khác. Do đó đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, ngài hy vọng chúng sinh có thể tùy theo nghe được âm thanh mà tỏ ngộ chân lý Phật pháp, ở trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, ở khắp các nơi đều tu học hạnh Bồ Tát, học thực hành Bồ Tát đạo vĩnh viễn chẳng giải đãi thối lùi. Cổ đức cũng cảnh tỉnh chúng ta nói, đời người sống đến 70 xưa nay hiếm, trước trừ niên thiếu sau trừ già, thời gian khoảng giữa chẳng là bao, lại có một nửa là ngủ nghỉ.
lại nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thời đều an trụ ở trong đời sống chánh tri chánh niệm, mọi việc đừng sinh vọng tưởng, thường dùng mắt tâm trí huệ linh tiếp Phật đến nhân gian để hộ trì khắp chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đừng thọ ảnh hưởng của ngoại đạo dị luận, sinh tưởng niệm không chánh đáng tạo ra nghiệp ác, phải thường nghĩ nhớ Phật, hy vọng thường gặp Phật, nghe pháp, sinh tu mười lực của Phật. Mười lực của Phật: một, trí lực tri giác xứ phi xứ. Xứ nghĩa là đạo lý, biết đạo lý của sự vật là đúng hay không đúng. Hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời, biết nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời. Ba, trí lực biết tam muội của các thiền giải thoát, biết tam muội của tứ thiền bát định và tám giải thoát ba thứ tam muội. Bốn, trí lực biết các căn thắng liệt, biết chúng sinh các căn ưu tú hay hạ liệt. Năm, trí lực biết đủ thứ sự thấu hiểu, biết trình độ thấu hiểu của chúng sinh đối với sự lý. Sáu, trí lực biết đủ thứ cảnh giới, biết cảnh giới khác biệt của tất cả chúng sinh. Bảy, trí lực biết tất cả trí xứ đạo, biết nghiệp quả thực hành năm giới, mười điều lành, bát chánh đạo, vân vân tại nhân gian và trên trời. Tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, dùng thiên nhãn thấy tất cả nghiệp của chúng sinh. Chín, trí lực biết túc mạng vô lậu, biết túc mạng của chúng sinh và vô lậu niết bàn. Mười, trí lực biết vĩnh viễn đoạn trừ tập khí, biết vĩnh viễn đoạn trừ tất cả vọng hoặc dư tập khí mà chẳng khiến cho sinh nữa. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi tất cả chỗ thường thấy chư Phật thấu đạt Như Lai khắp cõi hư không. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ thần tự tại của Phật khắp ở trong mười phương thành đạo thuyết pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh gặp thiện tri thức thường nghe Phật pháp nơi các đức Như Lai được niềm tin bất hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời, khiến cho người thấy khắp được thanh tịnh. Đó là hồi hướng cam lành khen Phật ra đời của Đại Bồ Tát, vì khiến cho chúng sinh thấy tất cả chư Phật cúng dường thừa sự nơi pháp vô thượng, rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh bất cứ ở đâu cũng đều có thể thấy được Phật, minh bạch pháp thân của Phật là tận cùng hư không khắp pháp giới, ứng hóa thân của Ngài là tùy duyên ứng cơ chúng sinh mà hiển hiện, chỉ cần tâm thành ý tịnh thì sẽ cảm ứng hiện. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân tự tại đầy đủ phước huệ giống như Phật, tùy nguyện lực và nhân duyên nhậm vận tự như đến khắp cùng mười phương thế giới thành đạo thuyết pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gặp được đại thiện tri thức, nghe được chánh pháp của Phật giáo. Đối với bi nguyện xuất hiện ra đời của Phật cùng với tất cả chánh pháp của Phật nói, thầy đều tin sâu không nghi hoặc mà còn thiết thực phụng hành, không thọ ảnh hưởng dị luận của ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khen ngợi tán thán bi nguyện chư Phật xuất hiện ra đời. Phàm là người gặp được Phật ra đời đều đắc được thân tâm thanh tịnh, trồng căn lành lớn khai mở đại trí huệ. Đó là hồi hướng căn lành tích tập của Đại Bồ Tát tán thán khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời. Vì khiến cho chúng sinh thấy được chư Phật rồi sẽ minh bạch cúng dường chư Phật, đi thừa sự phụng trì chư Phật.